Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm vừa được Bộ Tư pháp tổ chức. Thứ trưởng Bộ Tư pháp ông Nguyễn Khánh Ngọc và Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm ông Phạm Tuấn Ngọc chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Sở Tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị định 99/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm gồm 5 chương và 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, thay thế Nghị định số 102/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Mục tiêu của Nghị định 99 nhằm đảm bảo sự đồng bộ thống nhất của khuôn khổ pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật khác liên quan, thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Nghị định số 99 quy định rõ nguyên tắc đăng ký cung cấp thông tin, hiệu lực của đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin, trình tự thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với từng loại tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 99, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, nghị định áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.